Vô thì hôm nay sẽ dùng cái liên khay mới. Liên khay này nó có một cái đặc biệt là nó sử dụng hai tay và nó khó tụt quần ra luôn, cho nên là bạn nào mới chơi thì tập nó sẽ bị mệt. Bạn nào chơi đi 5-6 tháng rồi thì có thể tập được cái liên khay này để mà nâng cái vốn liên khay cũng như là cách kết hợp hai tay lại để mà định hình cái style của bản thân. Liên khay nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên tôi sẽ cầm bút bằng hai ngón này, đó, ngút vào ngón bút. Các bạn hãy để ý cách mà mình cầm, mình kẹp cái bút lại và mình để cho cái phần ở dưới nó dài ra. Khi mà cái tay mình ngửa thì phần dưới nó sẽ dài ra. Các bạn làm đúng thì nó mới làm được cái trick mà mình muốn bạn làm, chứ mà làm sai nó sẽ bị kẹt ở như này. Các bạn thông cảm là tại vì mình dùng bút cam để mà quay cho nên là nó sẽ tối hơn là mình dùng điện thoại. Dùng điện thoại thì nó sáng hơn, nhưng mà nó không có cái tay này để mình hướng dẫn cái liên khay này. Nếu mà các bạn thấy mình cầm điện thoại mà thấy có cái tay nó thò vô nó hướng dẫn thì coi như là các bạn tự hiểu, tối đó thì sẽ có người gõ cửa nhà các bạn. Đó, sẽ như này. Vậy chúng ta sẽ làm cái trick như này. Đó, tức là chúng ta sẽ đẩy cái bút ra ngoài và cho nó rơi xuống chứ không có cái đoạn chụp. Đó, đẩy ra như này. Đẩy ra, đó, mình chỉ muốn các bạn làm tới đó thôi, còn cái phần chụp là mình chụp theo bản xạ thôi chứ nó không có dùng trong cái liên khay này. Đó, lăn ra như này. Lăn ra, lăn từ chồng ra, đó, như này. Tức là các bạn sẽ chạc nhẹ như này, chạc mà các bạn chạc một nhẹ một cái các bạn thả ra luôn, không có cầm gì tới cái bút nữa. Đó, chạc một cái các bạn thả ra luôn thì nó sẽ tự động nó lăn ra. Không có níu lại thì nó sẽ tự động nó lăn ra. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cái tay này. Đó, chúng ta chịu chạc lăn ra, bạn chụp qua cái tay này liền. Chạc lăn qua, bạn chụp qua cái tay này liền. Và bạn để ý là chụp làm sao mà cho cái phần ở trong này, cái phần mà hướng về phía bạn nó sẽ dài ra như này thì mới đúng, chứ bạn cầm như này thì nó không có làm được cái chiếc tiếp theo. Đó, đẩy qua, tức là đẩy qua như này và chụp làm sao cho cái phần này nó dài ra. Đó, dài ra như này. Đó, chúng ta sẽ làm một cái trick nữa là red trick. Red trick nó sẽ như này. Đó, thì cái red trick này chúng ta sẽ làm mà nó sẽ đi đồng thời với một cái trick nữa, đó là fingerless thumb round. Và ở tay này, tức là nó sẽ như nào, chúng ta sẽ tách cái red trick nó ra làm hai phần. Một cái phần là chúng ta khi mà qua đây thì chúng ta chụp lại như này. Đó, chúng ta chụp lại như này. Nhưng mà khi mà nó vừa tới đây thì các bạn thả vào bên tay bên đây. Bạn thả vào đây. Thả vào đây. Nó sẽ như thế này. Mình sẽ làm thả vào đây. Thả vào đây. Đó, và bạn chụp lại bằng cái tay này. Sau đó các bạn mới chụp cái tay này vô. Đó, tức là chúng ta sẽ tách cái red trick làm hai phần. Phần chụp với lại phần thả. Đó. Chụp là ta sẽ tới đây là chúng ta sẽ chụp lại. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ phần chụp đó đi và chúng ta thả vào bên đây. Và chúng ta sẽ chụp lại, đó, thả vào đây, chụp lại như này, đó. Sau đó chúng ta sẽ buông cái tay này ra, buông cái tay bên đây ra và chúng ta sẽ nương theo cái gọi là cái gì, trong vật lý thì nó gọi là quán tính. Nó sẽ đi như này, đó, đi cái chiều của bút nó sẽ đi hướng như này, đó, bút nó đang quay hướng về, đó, thì chúng ta sẽ nương theo nó và quăng lên kiểu bus, quăng lên và chụp lại. Quăng vô đây và chụp lại kiểu boss. Đó, quăng vô chụp lại kiểu boss. Vậy chúng ta đã được cái liên khay. Liên khay này nói chung là nó khó vãi cái đái ra luôn. Đó, ghép vô combo thì cái này các bạn nên để ở khúc đầu, tại vì nó khó quá. Cho nên là để khúc sau mà làm. Khi đang quay sum mà gớt mod ngay khúc cuối thì cũng hơi bị vãi đái, hay bị VL, hay bị tha thu. Đó, các bạn đã xem video của mình, nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình sẽ ra thêm nhiều cái liên khay mới cho bạn tập theo.